the preacher, would you be my I still got a lot of shit to learn, I'll admit. Hello các anh em một lần nữa đến với clip tiếp theo của Tony TV. Và hôm nay là một cái thử thách mới. Team trẻ trâu hôm nay rất đông luôn anh em nhìn thấy nè. Thánh thần ơi nè. Đâu đâu nhóm cái đầu lên coi mấy em. Thằng này vô duyên mày quay clip mà ngáp. Rồi rất là đông luôn nha. Thì trong cái video này chúng tôi sẽ thực hiện một cái thử thách mới. Đó chính là các bạn đều biết đó là hát á, là mình tập trung vô mình chỉ hát thôi. Hát thôi. Ví dụ như em này hát bài Cháo lên ba coi. Cháo lên ba, cháo đi mau. Được rồi. Nhiều quá thôi, mày hát dở quá. Thì á, chỉ là tập trung hát thôi. Nhưng mà trong cái video này á, là chúng tôi á, vừa ăn chanh mà vừa hát nữa. À, chơi như vậy nó mới sốc. Thì em nào mà hát mà ăn chanh mà hát hay nhất á, thì em đó sẽ được một cái hộp xúc xích. Bây giờ các bạn cùng nhau theo dõi nha. Vô về, vô về. Thằng Hiền nó quýnh đít em kìa. Cái đầu Tiểu Hiền đâu? Mày trốn ở đâu vậy hả? Ôi kìa, cái quỷ sứ hà. Chọc ăn hoài. Đây nè, nghe lại một lần nữa nè. Em nào vừa nhai chanh vừa hát nhưng mà vẫn nhai chanh và nhai hết cái miếng chanh đó luôn, hiểu chưa? Em nào mà nhai chanh mà hát mà vẫn hay nhất. Trời ơi, người ta nhai chanh em gái này nhai kẹo để làm gì vậy hả? Hát hay nhất thì sẽ được một hộp xúc xích, hiểu chưa? Anh sẽ lấy ra hai bạn hát hay nhất. Đó, hai bạn, nghe chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu nè, lấy cái dĩa chanh đưa cho anh Vinh coi Hương. Lâm Mập, cảm ơn Lâm Mập rất là nhiều. Đây, đây chính là dĩa chanh đây nè. Nhìn nó thôi là đã muốn chảy nước miếng rồi. Đây, nhìn vô cái này ở đây em tâm nhìn thấy là thấy chảy nước miếng rồi. Tôi nhìn đây mà tôi cũng muốn chảy nước miếng này nè. Rồi bây giờ theo như cảm nhận của em thì em nhìn cái dĩa này em cảm thấy làm sao vậy? Em nhìn cái dĩa này em đi chua té đái luôn. Thành thần ơi. Thành thần ơi. Nói chung là nhìn này rất là chua. Em nào đây xung phong hát trước đâu? Trời ơi, đi hát thôi mà cũng xung phong. Ok, đưa cho Lâm hát trước luôn nha. Rồi, chuẩn bị. Chuẩn bị tinh thần, chưa từ từ. Bây giờ đây mời bạn Lâm cầm cái miếng chanh đầu tiên của chúng ta. Vừa ăn vừa hát đi nào. Em hát bài gì cũng được hết. Bây giờ hãy hát cái bài gì đi. Cháo lên ba coi, vừa hát cháo lên ba coi. Lớn lên. Vừa nha vừa hát. Vừa hát. Hát được không? Không được rồi, đi con hát đi. Rồi, bạn tiếp theo là ai? Ok, đây là bạn Kim Anh. Hổng gà fan của Kim Anh đang tìm Kim Anh rất là nhiều. Mời bạn Kim Anh bay vô. Em hát bài gì? Bắt kim than hả? Rồi, mời em cầm cái miếng chanh. Miếng càng bự phần thưởng càng cao. Đâu, khoe khán giả coi coi. Đây, cái miếng chanh rất là bự đây. Rồi, thọt vô miệng, quất liền. Rồi, vừa nha, vừa hát, bắt kim thang, bắt đâu. Ghé lên, nhìn thẳng vô camera. Nhai rồi. Chưa rồi. Ok, em đã hát nguyên một bài rồi. Một chút nữa em sẽ được một phần thưởng, đó là một hộp xúc xích, nhớ nha. Tâm, bay vô. Rồi, bữa nay bà chị thần của em có nhà không? Rồi, đi hả? Rồi, bây giờ tiếp theo tới bạn Tâm của chúng ta nha. Tâm đâu? Cầm miếng chanh dơ lên trước mặt khán giả coi. Rồi, Tâm của chúng ta sẽ thi hát cái bài gì vậy hả? Thằng bạn không phải em. Bài gì? Thằng bạn không phải em. Nó nói gì trời? Thăm gì? Khăn hoàng. Thấm gì? Thấm mãi. Thấm mãi vai em hả? Thánh thần ơi. Rồi ok, vừa nha vừa hát đi em. Thảy vô miệng, quất, bắt đầu. Hát lớn lên, hát lớn lên. Bỏ cuộc chưa?
bỏ cuộc đâu, bỏ cuộc đi, quá yếu rồi, anh này ăn chưa yếu quá. Rồi ba vô quất vô em đây chính là em trai của Hạo Nam, em ăn hai miếng thôi được không hay là một miếng thôi? Một miếng thôi, thảy vô họng hát bài gì bài bà bài này xưa rồi, em hát cái bài gì mới đi, bài nhạc trẻ đi. Rồi bây giờ em rốt cuộc là em hát bài nào? Rồi ok, hát Hạo Nam, hát bài của Hạo Nam. Rồi bây giờ đầu cái miếng chanh nào, cái gì cái miếng có chút xíu vậy cha, miếng bự bự đi, miếng bự bự, đâu thôi ơi, miếng bị sức mẻ nữa, bự bự lên. Rồi thảy vô miệng luôn đi, thảy vô miệng. Rồi hay thiệt, hay vô khúc điệp khúc coi, điệp khúc. Rồi quên lại rồi, rồi thua, đứng dậy đi chỗ khác. Dạ bạn. Ok, em tên Khang. Ngồi xuống. Tí âm luôn, đúng rồi, ba vô quất luôn cho anh. Anh thích em rồi đó. Em hát được bài tí âm này mà nó hay ha, là cho em một hộp xúc xích luôn. Thảy cái miếng nó vô miệng luôn cho anh, miếng này bự nè. Rồi hát đi em. Ăn cơm ăn không ăn có lạnh. Hay, vỗ tay theo bạn mấy em. Còn đâu? Hay. Hay. Bài xuống mà. Thôi, được rồi, anh thua em rồi, ông bút bái em làm sư phụ luôn á, anh không nghĩ là em lầy vậy luôn á, em nhai nước miếng, em chảy dùm lum mà em vẫn hát được. Thôi, anh cũng bó tay em rồi, chút xíu nên cho em hồi xúc xích em ơi. Rồi còn ai nữa, Hương không dám chơi cái trận này kìa, hả? Cho hỏi vị đại ca này có thể cho em biết là cao danh quý tánh không ạ? Có phải đại ca là đệ tử của đại ca khỉ ở trên núi không ạ? Em hát bài gì? Quên nữa, em phải cho khán giả người ta biết em tên gì cái đã. Em tên Rớt. Rớt hả? Trời ơi. Hả? Em họ tên đầy đủ là gì? Bảo Rớt. Hả? Em đi thi chưa? Chưa thi à? Em thi cũng rớt à? Khỏi đi thi. Rồi bây giờ em muốn hát bài gì? Hả? Trời ơi, em hát cái bài gì kỳ vậy? Bài gì nó mạnh mẽ tí đi, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên, bài gì? Em thuộc bài gì đó? Tha là bỏ đi hết đúng không? Ba do quốc cho anh. Cầm miếng chanh, em muốn ăn miếng nào? Nào, rồi. Hãy vô họng quốc bài thả là bỏ đi hết. Hát lớn lên. Hát không ngừng. Trời ơi, đâu, em hát cái gì anh nghe không có được gì chơi á. Thôi, thua đi. Rồi Tiểu Phương Như Vi có hát không? Sao kệ vậy, Vi này đẹp gái nè, đúng ra phải hát hay chứ đúng không? Người ta nói người đẹp á là hát phải hay. Sao kỳ vậy? Tiểu Phương hát bài gì? Không gài có nhiều fan đợi Tiểu Phương đi hát nè. Hát bài gì dữ lên đi. Ví dụ như bài Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng mới ra đó, có biết bài đó không? Biết nè. Bài Người Ta Nói đúng không? Người ta nói, người ta thuộc, ta phải vô người ta hát. Ba vô quốc Tiểu Phương, hộp xúc xích cân quốc liền 18.000 đó cưng ơi, trời ơi trời. Rồi, khoe với khán giả coi. Chuẩn bị hát bài Người Ta Nói. Quốc liền. Hát hay là vỗ tay cho bạn mấy em. Rồi, quên lại rồi. Ôi, thua rồi. Không có sao. Nói chung là mỗi em đây, em nào thua thì hồi nữa cũng cho xúc xích ăn luôn. Tiểu Thiên đâu, vô hát Tiểu Thiên, ba vô em. Ngồi xuống. Quất, cái gì vậy, mày làm gì mày kéo cái quần nó tới vú luôn vậy? Bây giờ muốn hát bài gì em tính hát bài gì? Tiểu Thiên dễ thương quá. Ý một người có lẽ. Thật không, làm gì mày kê cái mặt vô camera thấy gớm vậy? Rồi, yêu một người có lẽ, cầm miếng chanh lên. Thấy vô họng, quất, hát, lớn lên. Ý một người có lẽ. Hay. Thôi rồi luôn rồi. Ông này làm tôi mất hứng quá. Nãy giờ đây theo như các ca sĩ lần lượt thi hát thì các em ở đây thấy hai bạn nào hát hay nhất nào? Rồi còn ai nữa? Khang đâu, giơ tay đi coi. À đây chính là anh chàng vừa hát vừa chảy nước miếng đây. Rồi cầm vô ăn đi em. Cảm ơn. Ừ, anh cảm ơn em. Rồi cầm đi em. Ăn chia đều nghe chưa? Không có vụ mập ăn nhiều nhỏ nghít vụ gì chưa, hết cự lộn rồi.